Sự thật về lời ước nguyện trước khi đầu thai. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, cuộc đời con người dù có trăm nghìn đau khổ hay bi thương, tất cả đều đã được an bài từ trước bởi những sinh mệnh cao cấp. Thậm chí có người còn đồng ý sống cuộc đời như vậy trước khi họ chuyển sinh. Đại thi hào Lý Bạch viết rằng, những người sống là những khách đi qua, còn những người chết là những sinh mệnh đang trở về. Một hành trình qua lại giữa trời và đất, khóc thương cho con đường vĩnh hằng. Trong 20 đến 30 năm qua, nhiều công trình nghiên cứu sâu về sự luân hồi và đầu thai đã được thực hiện trong lĩnh vực Tây y. Kỹ thuật chủ yếu được dùng là hướng dẫn chủ thể bước vào trạng thái thôi miên, một trạng thái tỉnh thức tương tự như khi trong thiền định của Phật gia. Điều này làm cho chủ thể nhớ lại và trải qua những đời trước của mình và thậm chí những thế giới bên kia giữa các lần đầu thai. Tiến sĩ Michael Newton, chuyên gia thôi miên trị liệu, đã nghiên cứu những sự kiện xảy ra trong thế giới linh hồn giữa các lần đầu thai bằng phương pháp thôi miên. Ông đã phát hiện ra rằng nếu cái chết của một người trong đời tiếp theo được an bài là do bị bệnh, chết non, bị giết hoặc bị tai nạn, người đó thường được nói trước khi chuyển sinh. Những bi kịch trên thế giới này thực ra không phải ngẫu nhiên mà là do tiền định. Mục đích của những an bài này là để người đó trả những nợ nghiệp mà mình đã gây ra trong các đời trước, để trong khó khăn mà tôi luyện linh hồn của họ, hoặc cho họ thêm một cơ hội để trong đau khổ mà trưởng thành. Trong một trường hợp, một người nhớ lại rằng cô đã chết trong một trại tập trung của phát xít Đức trong đời trước. Hóa ra người này và ba người nữa đã tình nguyện đầu thai trở thành những phụ nữ Do Thái. Năm 1941, họ bị bắt ở Munich, rồi bị đưa đến một trại tập trung ở Dachau và bị giam trong cùng những trại lính. Tất cả những sự kiện này đã được an bài trước. Cô gái chết năm 1943 trong đời đó khi mới 18 tuổi. Những điều mà cô cần làm trong trại tập trung đó là chăm sóc những đứa trẻ và cố giúp chúng sống. Cô đã thực hiện nhiệm vụ được an bài trước của mình một cách dũng cảm. Một trường hợp khác, một người phụ nữ đời trước đã chết trong một trang trại ở Texas 2 năm sau khi kết hôn. Trước khi đầu thai, cô được cho chọn 3 cách mà cô sẽ chết. Cô có thể bị trúng một viên đạn lạc của hai kẻ say rượu đang bắn nhau, bị ngã ngựa hoặc chết đuối. Người phụ nữ này chọn cách bị bắn chết bởi một viên đạn của hai tên say rượu. Cách cô chọn từ giã cõi đời 2 năm sau khi cưới là để chồng cô phải chịu nỗi đau của việc bị mất người mà anh ta yêu sâu sắc, trả nợ của mình từ những đời trước và để học vài bài học. Số phận của những người phụ nữ này hoàn toàn là để chồng cô trả nghiệp và nâng cao từng thứ của mình. Tất cả mọi người trên thế giới này có trách nhiệm cố gắng chống lại cái ác, khuyến thiện, bên vực công lý và bảo vệ những người vô tội. Nếu như thờ ơ từ chối giúp đỡ người khác trong khi họ gặp khó khăn, cười trên những đau khổ hay khơi thêm vết thương của người khác, đó chính là tội ác. Họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho những điều mình làm trong đời sau.